Tỷ lệ kèo, tài xỉu hiệp 1 Leicester vs Liverpool. Tỷ lệ kèo hiệp 1, 1-2-0. Ở màn so tài gần nhất, Leicester thua Man City với tỷ số 3-6. Thất bại này vừa khiến giới mộ điều bất ngờ lại vừa không. Bất ngờ bởi tỷ số và cách thức mà Leicester thua Man City. The Foxes thua với tỷ số 0-4 chỉ sau 25 phút bóng lăn. Thời điểm liên tiếp phải nhận các bàn thua ấy, Leicester gần như không có bất kỳ sự phản kháng nào. Không bất ngờ bởi Leicester phải thi đấu tại sân Etihad và thi đấu với đội hình theo kiểu chắp vá. Cặp trung vệ của The Foxes là Daniel Amedi và Yannick Vestergaard. Yuri Tillman đá cặp tiền vệ với Kieran Nuberiho chứ không phải Wilfried Ndidi. Vị trí tiền vệ trái của Leicester do Ademola Lookman đảm nhiệm chứ không phải là Harvey Barnes. Với đội hình chắp vá và chơi trên sân khách như vậy, Leicester nếu giành được điểm trước Man City mới thực sự là bất ngờ. Những nỗ lực điều chỉnh sau quãng thời gian giải lao của huấn luyện viên Brendan Rodgers chỉ giúp The Foxes rời Etihad trong thế ngẩng cao đầu. Ở trận đấu với Liverpool, Leicester không còn phải thi đấu trên sân khách nhưng tình hình lực lượng của The Foxes chưa được cải thiện. James Justin, Johnny Evans và Ricardo Pereira vẫn chưa thể trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc hàng phòng ngự của Leicester khi đấu với Liverpool vẫn chắp vá như khi so tài cùng Man City. Bên cạnh đó, Harvey Barnes và Ryan Beckstrang vẫn chưa thể trở lại. Sự thiếu vắng này khiến sức, sát thương, nơi hành lang trái theo hướng triển khai bóng của Leicester giảm đi không ít. Liverpool cũng chịu những tổn thất về lực lượng nhưng không quá nghiêm trọng như Leicester. Harvey Elliott, Adrian, Nathaniel Phillips và Divock Origi chưa thể tái xuất nhưng The Reds có thể chào đón sự trở lại của Virgil van Dijk, Curtis Jones và Fabinho. Mohamed Salah, Sadio Mane hay Naby Keita vẫn có thể ra sân chứ chưa phải tham dự CAN Cup 2022. Với ít tổn thất hơn cùng sự nhỉnh hơn về trình độ, Liverpool đủ khả năng ca khúc khải hoàn trước Leicester vào giữa tuần này. The Reds hứa hẹn thắng The Foxes ngay từ hiệp 1 để mang về niềm vui cho giới đầu tư cùng các cổ động viên. Chọn Liverpool, tài xỉu hiệp 1, 1-1/4. Hiệp 1 trận đấu giữa Leicester và Man City chứng kiến tới 4 bàn thắng. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp của The Foxes xuất hiện không dưới 3 bàn thắng ngay từ hiệp đầu tiên. 2/3 trận vừa qua của Liverpool cũng chứng kiến không dưới 2 pha lập công ngay trong hiệp 1. Vì vậy, hiệp một trận Leicester vs Liverpool vào rạng sáng thứ tư 19/12 theo giờ Việt Nam hứa hẹn chứng kiến bảng tỷ số thay đổi không dưới 4 lần. Chọn tài, dự đoán tỷ số hiệp 1, Leicester 0-2 Liverpool. Phong độ và thống kê đối đầu Leicester-Liverpool, đội hình dự kiến Leicester vs Liverpool. Leicester Kasper Schmeichel, Daley Campbell, Amatei, Vestergaard, Kastner, Ndidi, Tillman, Sumer, Ayus Perez, Jamie Vardy, Marcin Hisse. Liverpool, Alisson, Alexander Arnold, Joe Matip, Van Dijk, Simikus, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita, Salah, Diogo Jota, Sadio Mane. Chuyên gia Bani Kokhiu nhận định, dự đoán kết quả trận Leicester vs Liverpool, 3 giờ ngày 29 tháng 12. Soi tỷ lệ kèo trận Leicester vs Liverpool tại giải ngoại hạng Anh chính xác nhất. Liverpool có thành tích đối đầu vượt trội so với Leicester. Theo đó, trong vòng 20 lần chạm trán đầy cáo trước từ năm 2002 tính trên mọi đấu trường, The Cop thắng 12, hòa 4 và chỉ để thua 4 trận. Tuy nhiên, điều đáng bàn là hai lần chạm trán Leicester gần nhất, Liverpool đã không thể thắng trong 90 phút. Cụ thể, lần gần nhất hành quân đến sân của Leicester, Liverpool thua tâm phục khẩu phục với tỷ số 1-3. Hôm 23 tháng 12 vừa qua khi chạm trán Leicester tại tứ kết cúp Liên đoàn Anh, Liverpool đã bị đối thủ cầm hòa 3-3 trong hai hiệp thi đấu chính thức. Phải nhờ đến may mắn Liverpool mới thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu sau đó. Chuyên gia Bani Kokhiu của Sportmo tin rằng Liverpool sẽ tiếp tục gặp khó ở lần tái đấu Leicester sắp tới tại giải ngoại hạng Anh. Ông phân tích Liverpool đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với Salah, Mane, Jota trên hàng công ở trận đấu với Leicester tại cúp liên đoàn. Lịch thi đấu rất dày nhưng huấn luyện viên Jurgen Klopp không có nhiều phương án xoay tua. Hệ quả nhãn tiền là Liverpool để lộ nhiều sai lầm nơi hàng thủ. Leicester vẫn đang trong trạng thái sức mẻ lực lượng vì chấn thương và Covid-19.
Dẫu vậy, họ vẫn là một đội bóng được tổ chức tốt, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất ấn tượng. Ở trận đấu trên sân Anfield tại League Cup, Leicester dứt điểm 8 lần nhưng có tới 7 lần trúng đích. Trong khi đó, Liverpool có 22 cú sút nhưng chỉ trúng đích 6 lần. Trận đấu sắp tới trên sân King Power nên khó khăn chắc chắn sẽ còn nhiều hơn đang chờ đợi Liverpool, chuyên gia Cockhill nhận định. Chuyên gia Barney Cockhill dự đoán, Leicester 2-2 Liverpool.